khi con người còn bé thơ, bố mẹ là những người thường giải thích cho chúng con về đủ loại những câu hỏi liên quan đến những sự vật, sự việc và những con người ở xung quanh mình. Nhưng khi đến trường, thầy cô mới là người giúp chúng con giải đáp những câu hỏi về kiến thức, về đủ thứ câu hỏi của những lứa tuổi đang lớn. Rồi khi bước chân vào đường đời, con có thể thấy bao nhiêu là dấu chấm hỏi trên thân phận của con người. Những dấu chấm hỏi để lại sự dây dứt trong lòng, nhưng không tìm ra một lời giải đáp nào cho thỏa đáng. Và rồi nhạc sĩ thế hiện cũng có một tác phẩm chuyên chở những nỗi dây dứt về cuộc đời của trẻ thơ bất hạnh. Của em.